Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin an ninh trật tự của kênh tin tức Việt. Sau đây mời quý vị cùng điểm qua những nội dung chính. Tập hợp tại dân chung cư, một thành viên tổ Covid-19 bị phạt 2 triệu đồng. Nam sinh đâm bạn gái và mẹ, nạn nhân nói lý do. Người dân Hà Nội ra đường bắt buộc phải xuất trình giấy đi đường và bốn loại giấy tờ khác. An Giang ngụy trang người chở rau vận chuyển thuốc lá lậu. Hà Nội xử phạt 1,8 tỷ đồng các trường hợp vi phạm giãn cách xã hội. Cư dân trung cư Hanco Plaza, quận Cầu Giấy, Hà Nội phát hiện ông Tiến tập góp ở sân trung cư nên đã phản ánh lên cơ quan chức năng. Theo đó, Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ra quyết định xử phạt 2 triệu đồng đối với người đàn ông tập góp tại sân trung cư. Người này bị người dân quay clip đăng tải lên mạng và phản ánh tới cơ quan chức năng. Người bị phạt là ông Nguyễn Việt Tiến, trưởng ban quản trị trung cư Hancock Plaza, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, do vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Trước đó vào chiều ngày 5 tháng 8, cư dân trung cư Hancock Plaza phát hiện ông Tiến vô tư tập góp ở sân trung cư Hancock Plaza. Ông này không chỉ là trưởng ban quản trị trung cư mà còn là thành viên tổ COVID-19 cộng đồng số 3 của phường Dịch Vọng. Việc ông Tiến tập góp ở sân trung cư đã bị một số cư dân quay video clip đăng tải lên mạng xã hội và phản ánh lên cơ quan chức năng quận Cầu Giấy. Nghi phạm liên quan đến vụ đâm hai mẹ con chị ATD, 36 tuổi, chú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, nguy kịch vào dạng sáng ngày 8 tháng 8 là Lang Kim Thế V, 17 tuổi, chú khối Bắc Sơn, thị trấn Kim Sơn. Hiện V đang là học sinh lớp 12, trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội chú 2. Theo thông tin ban đầu, hơn 1 giờ sáng ngày 8 tháng 8, V đến nhà bạn gái học cùng lớp là VNA, con gái chị D, rồi bất ngờ dùng dao đâm gục A, Nghe tiếng kêu của con gái, chị ATD chạy ra can ngăn thì bị Vinh dùng dao đâm vào người nhiều nhát. Gây án xong, Vinh bỏ trốn khỏi hiện trường. Một đoạn video ghi lại hình ảnh hai mẹ con chị Đê nằm gục. Chị Đê nói đối tượng đâm hai mẹ con chị là Thế Vinh. Chị Đê cũng nói Vinh bảo con gái là bỏ nhà đi bụi, muốn xin ít tiền. Sau khi xảy ra sự việc, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, nguy kịch, sau đó được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Về nghi phạm gây án, khoảng 15 giờ cùng ngày, V chạy trốn lên rừng, sau đó xuống quốc lộ 48, đoạn giáp danh hai huyện Quỳ Châu và Quế Phong để bắt xe bỏ trốn tiếp thì bị cơ quan chức năng bắt giữ. Thời điểm bị bắt giữ, tinh thần tâm trạng của V bình thường, hiện cơ quan công an đã đưa V về trụ sở để đấu tranh làm rõ vụ án. Được biết, V và A là hai bạn học cùng lớp với nhau tại trường trung học phổ thông nội trú số 2 Nghệ An. Cả hai năm nay bắt đầu lên học lớp 12. Nhận xét về nghi phạm, Hiệu trưởng Nguyễn Đậu Trương cho hay Vinh có dáng người cao, gầy, da xanh sao, bình thường có sức khỏe yếu và mắc chứng máu khó đông. Vinh có nhiều nỗ lực trong học tập và đã được chuyển từ lớp A3 sang A1. Khi tham gia học tập ở lớp, Vinh thường xuyên xin ra ngoài với lý do đi vệ sinh, nhưng có lẽ là do tác động của sức khỏe yếu. Hiệu trưởng trường nội trú 2 thông tin rằng sức khỏe của Vinh không thực sự tốt, nam sinh này thường tỉnh giấc lúc 1-2 giờ sáng và đi loanh quanh các phòng. Nghe tin sự việc này tôi rất bất ngờ, tôi cũng đứng dạy lớp hai em này. Em A thì có học lực tốt và không hề có chuyện yêu đương gì trong lớp, kỷ luật của trường thực hiện rất nghiêm. Dù sự việc xảy ra bên ngoài trường nhưng chúng tôi cũng đã có thông tin rất đầy đủ cho cơ sở giáo dục và cả lực lượng công an để xử lý đúng người, đúng tội, vị hiệu trưởng nói. Người dân ra đường xuất trình kèm theo căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản hòa tốc số 2562 UBNDKD về việc siết chặt cấp giấy và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo công điện số 18 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Nhằm siết chặt công tác cấp và sử dụng giấy đi đường, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị người dân khi ra đường cần xuất trình giấy đi đường, sử dụng mẫu giấy đi đường được ban hành kèm theo công văn số 2434 ngày 29 tháng 7 của Ủy ban Nhân dân thành phố người đi đường xuất trình kèm theo căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân, lịch trực. Đề nghị các cơ quan đơn vị đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trung ương trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm chỉ thị số 17 và công điện 18 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, bố trí cán bộ công chức viên chức người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ những người được phép mới đến làm việc trực tiếp trong trường hợp thực sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cấp thiết khác theo yêu cầu nhiệm vụ. An Giang vừa phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, đồng thời thu giữ 2 xe mô tô và trên 2.200 bao thuốc lá lậu. Bất chấp dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm đủ mọi cách nhằm qua mắt lực lượng chức năng để vận chuyển hàng hóa nhập lậu từ biên giới vào sâu trong nội địa tiêu thụ. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào đêm mùng 6 dạng sáng ngày mùng 7 tháng 8, tổ công tác liên ngành chống buôn lậu của tỉnh An Giang thuộc tổ Tịnh Biên đã liên tiếp bắt giữ hai vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, tăng vật thu giữ gồm hai xe mô tô và trên 2200 bao thuốc lá lậu. Cụ thể vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày mùng 7 tháng 8, trong lúc tuần tra kiểm soát khi đến khu vực thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô trên quốc lộ 91, trên xe chở nhiều giò sách có biểu hiện nghi vấn, tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Khi vừa phát hiện tổ công tác đối tượng liền bỏ lại phương tiện cùng ba giò sách trên để tẩu thoát. Qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trong ba giò sách có chứa 990 bao thuốc lá nhập lậu được phủ một lớp rau phía trên để ngụy trang. Trước đó khoảng 23 giờ 30 phút ngày 6 tháng 8, trên tỉnh lộ 955A thuộc xã Nhân Hưng, huyện Tịnh Biên, tổ công tác liên ngành phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô chờ một bao tải phía sau có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Lợi dụng lúc đêm tối, đối tượng liền bỏ lại phương tiện cùng hàng hóa tẩu thoát. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong bao tải đối tượng bỏ lại có chứa 1.250 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Tổng giá trị hàng hóa bắt giữ khoảng 55 triệu đồng. Hiện phương tiện cùng một số loại thuốc lá ngoại trên đã được bàn giao cho Công an huyện Tịnh Biên tiếp tục điều tra xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Hà Nội cho biết từ 12 giờ ngày 7 tháng 8 đến 12 giờ ngày 8 tháng 8, các lực lượng chức năng phát hiện lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp, xử phạt 1.256 trường hợp vi phạm hành chính trong công tác phòng chống dịch với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng trong đó có 100 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, bị xử phạt 145,5 triệu đồng. Hai cơ sở không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh, xử phạt 22,5 triệu đồng. 1.154 trường hợp không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người nơi công cộng, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy định, bị xử phạt số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Các chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố, lực lượng chức năng đã kiểm soát được 15.114 phương tiện, yêu cầu 2.328 phương tiện quay đầu không vào thành phố, 2.454 lượt phương tiện quay đầu không ra ngoài thành phố đáng chú ý ngày 7 tháng 8 xe taxi sông Đà biển kiểm soát 28A 07198 lưu thông hướng về trung tâm thành phố khi đến chốt số 14 xã Yên Bình Thạch Thất một thanh niên xuống xe chửi bới đòi mở chốt rồi cầm viên gạch ném thẳng về phía cán bộ trực chốt sau đó tổ công tác đã khống chế đưa đối tượng về công an xã Yên Bình giải quyết bước đầu đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Văn Phi sinh năm 1992 trú tại Cẩm Giàng Hải Dương qua kiểm tra trên xe taxi chở hai tượng Phật di lặc nghi làm bằng gỗ quý không có hóa đơn chứng tử tổ công tác đã bàn giao đối tượng phi và tang vật cho công an huyện Thạch Thất để điều tra làm rõ thưa quý vị bản tin an ninh trật tự của chúng tôi đến đây là kết thúc quý vị và các bạn có thông tin cần chia sẻ mong hãy gửi cho chúng tôi thông qua phần bình luận Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp trên nhiều tỉnh thành. Quỳnh Anh xin kính chúc quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe. Đặc biệt gửi lời chia sẻ, động viên đến những địa phương đang phải giãn cách, những ai đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.